Tin Tổng giáo phận Sài Gòn, dòng mến thánh giá Thủ Thiêm mừng Hồng Ân Thánh Hiến. Ngày 28 tháng 6 vừa qua, Hội dòng mến thánh giá Thủ Thiêm hân hoan mừng lễ kỷ niệm Ngọc Khánh, Kim Khánh, Ngân Khánh của một số gì. Mừng Ngọc Khánh có hai gì là Maria Huỳnh Thị Đức và Maria Bùi Thị Dung. Mừng Kim Khánh có bốn gì là Maria Lê Thị Hồng, Maria Madalena Võ Thị Nha. Katarina Đinh Thị Hiền và Anna Nguyễn Thị Trí. Mừng Ngân Khánh có bảy dì, Maria Nguyễn Thị Phương Liên, Cecilia Vũ Thị Ngọc Lan, Mata Nguyễn Ánh Nga, Maria Huỳnh Phương Mai, Maria Nguyễn Thị Liên Hương, Cecilia Ngô Phương Dung và Maria Đặng Thị Mỹ Hạnh. Tất cả là hồng ân, đó chính là tâm tình chính yếu của các dì trong dịp lễ này. Thật vậy, để đi qua chặng đường 60 năm, 50 năm, 25 năm quả là một hành trình gian nan thử thách. Nếu chỉ dựa vào sức của con người e rằng sẽ không thể nào vượt qua được, nhưng nhờ vào sự cố gắng cộng tác của con người và với ơn Chúa thì tất cả mọi chuyện sẽ trở nên nhẹ nhàng và bình an trong đời tận hiến. Thánh lễ tạ ơn được cử hành lúc 8 giờ 30 tại nguyện đường của hội dòng, chủ tế thánh lễ là Đức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn, cùng hiện diện và hiệp thông trong thánh lễ còn có cha bề trên dòng mẹ cứu chuộc, cha phó giám tỉnh dòng đa minh và nhiều cha khác. Trong bài chia sẻ với bệnh nghề nghiệp về mục vụ hôn nhân gia đình, Đức cha Louis đã ví von đời sống thánh hiến của các nữ tu như lời thề hứa hôn phối vậy trong đời sống hôn nhân gia đình có những khó khăn thì đời tận hiến của các nữ tu cũng như vậy và đức cha cũng không quên nói về ba lời khấn dòng cũng như mời gọi cộng đoàn cùng cầu nguyện cho quý sơ trong ngày hôm nay Trước khi nhận phép lành cuối lễ, chị tổng phụ trách Maria Nguyễn Thị Hoan đại diện hội dòng ngỏ lời cảm ơn đức cha, quý cha bề trên, quý cha đồng tế, quý tu sĩ nam nữ và cộng đoàn. Chị tổng cũng xin đức cha, quý cha và cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện cho từng chị em, cho chị tổng với trọng trách đang mang và những khó khăn nhà dòng đang gặp phải.